Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Hà Phượng Nghi nhìn tình cảnh ấy rất tức cười, liền nói: Phu quân, hay là chúng ta đến Thiên Trúc Tự dâng hương, thuận tiện giải nóng luôn. Ở đó rừng cây dày đặc, rất thoải mái. Thiên Trúc Tự hả? Mạnh Thiên Sở quay lại, nhìn tiểu nha hoàn Phi Yến đang đứng phía sau, cười hề hề, ra vẻ lịnh lọt. Ai, chúng ta có đi Thiên Trúc Tự không đây? Nô tỳ sao mà biết được, thiếu gia và thiếu phu nhân làm chủ đi. Phi Yến nhớ tới tình cảnh lăn xuống núi, hai má ửng, hai đóa hồng. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn trời, liền nói: Đã sắp trưa rồi, hay là không đi Thiên Trúc Tự nữa? Quá xa, đi không kịp đâu. Ta thấy gần ngoài thành có mấy ngôi chùa rất mát mẻ, thanh tịnh. Chúng ta đi thăm thử coi sao, thế nào? Hà Phượng Nghi liền đáp: Tướng công nói cũng đúng, trời nóng thế này thì tới Thiên Trúc Tự chỉ sợ nóng chết thôi. Chúng ta cứ đến mấy chùa nhỏ ngoài thành, tùy ý, hóng mát đi. Đối với nàng, chuyện đi dâng hương chẳng qua là muốn đi ra ngoài chơi thôi, ở mãi trong nha môn thật là chán. Mạnh Thiên Sở dặn dò Mộ Dung Huynh Tuyết ở lại thư phòng xử lý công vụ, sau đó dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi xe ngựa của nha môn chuẩn bị xuất phát. Vừa ra khỏi cửa nha môn thì họ đã gặp ngay bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Từng Vũ, hôm nay được nghỉ theo ca nên mặc đồ thường tùy tiện đi lòng vòng. Mạnh Thiên Sở khi vừa mới đến Hàng Châu đã giúp phá án đặt thây trước cổng nha môn, giải oan khuất cho Vương Dịch và Tống Từng Vũ, cho nên hai người cảm kích hắn sát tất. Thấy cả nhà định ra ngoài, liền cười ha hả hỏi đi đâu. Biết là ra ngoài thành dâng hương, liền anh dũng nhận đi theo xe bảo hộ. Mạnh Thiên Sở rất thân thường tính cách sảng khoái của Vương Bộ Đầu, cũng lời không nói lời thừa, nhờ thay thêm càng xe, mỗi bên một cái để hai người ngồi, rồi dục ngựa kéo ra khỏi cổng thành. Lần này họ lên núi dâng hương, du sơn ngoạn thủy mãi tới tối mới trở về thành Hàng Châu. Xe ngựa của họ về đến cổng thành, Mạnh Thiên Sở đã từ xong cửa xe, nhìn cửa thành bị ngăn lại, có một đội ngũ rất dài đang đứng chờ các quan binh kiểm tra từng người một. Mạnh Thiên Sở vén rèm nói với Vương Bộ Đầu: "Vương Bộ Đầu, ông đi xem coi chuyện gì vậy?" Vương Bộ Đầu đáp ứng, dừng xe lại, xuống dò hỏi tình hình. Vương Bộ Đầu bước tới trước cổng thành, phát hiện sĩ tốt thủ cửa thành rất hung hăng, động tác kiểm tra rất thô lỗ, những lão ba tánh hơi có chút không thuận theo liền bị đè xuống ẩu đả. Ông ta không khỏi nhíu mày, chậm bước đến bên cạnh một trung niên thư sinh hỏi: "Xin hỏi vị huynh đài này, sao cổng thành lại găng quá vậy?" Thư sinh ấy liền hạ giọng đáp: "Công tử Kha Trù của chi phủ Kha Càn, Kha đại nhân đã chết rồi, nguyên nhân lại không rõ, cho nên Kha đại nhân hạ lệnh lập trạm tra nghiêm, còn tu phí bảo chứng, nó là sau này tra ra chân tướng rồi sẽ trả lại." "Làm gì có đạo lý đấy, lập trạm tra xét lại còn thu phí bảo chứng ư?" "Bộ không phải muốn nhân cơ hội này thu món tiền béo bở hay sao?" "Thu nhiều hay ít bao nhiêu?" "Một người 100 văn. Vương Bộ Đầu cảm ơn thư sinh, quay trở lại xe ngựa: "Sư gia, chúng ta muốn qua cổng thành e là phải gặp chút trắc trở rồi." Mạnh Thiên Sở thò đầu ra ngạc nhiên: "Vậy à, vì sao vậy?" "Con trai của chi phủ đại nhân Kha Chủ đã chết rồi, nguyên nhân không rõ." Mạnh Thiên Sở nhíu mày: "Con trai của chi phủ đại nhân chết rồi, chúng ta sao lại không hay vậy?" "Có thể là hôm nay chúng ta rời khỏi thành thì hắn chết, chi phủ đại nhân hạ lệnh thiết lập trạm tra xét, còn phải thu phí bảo chứng nữa." "Tra cái gì?" Mạnh Thiên Sở hậm hực nói: "Nếu như nguyên nhân chết người còn không rõ, ngay cả có phải là bị người ta mưu sát hay không còn chưa tra ra, thế mà lập trạm bắt hung thủ, bắt ai đây? Còn không phải là muốn mượn cơ hội này vơ vét cho mập sao?" Vương Bộ Đầu vội hạ giọng nói: "Uy sư gia, lời này không thể nói loạn đâu, đây là mệnh lệnh của chi phủ đại nhân đấy." Mạnh Thiên Sở gật đầu: "Thôi được, lên xe thôi." Vương Bộ Đầu nói: "Dạ." Xong lên xe ngựa, dục xe quát: "Tránh đường, công vụ nha môn, mau tránh đường." Xe ngựa đến cửa thành bị một sĩ tốt cao ốm chặn lại, bước tới hỏi với vẻ rất dữ dằn: "Các ngươi từ đâu đến, đi đâu?" Nói xong ánh mắt có vẻ gian tà nhìn vào trong xe. Vương Bộ Đầu tuy là bộ khoái nhưng gặp phải binh lính cũng không còn cách nào, chỉ đành giáng nuốt cơn giận đáp: "Chúng ta là người của nha môn huyện Nhân Hòa." Sĩ tốt đó quay lại nháy mắt ra hiệu cho một sĩ tốt khác, người đó gật đầu chuyển thân đến phòng trực ở cửa thành.
sĩ tốt lưu lại hỏi tiếp: Nhà môn à, yêu bài đâu? Hôm nay Vương Bộ Đầu và Tống Tửng Vũ nghỉ phép, do đó chỉ mặc đồ thường. Y sờ sờ vào lòng, phát hiện không mang theo yêu bài, đành mỉm cười nói: Chúng ta là bộ khoái của nha môn huyện Nhân Hòa thật, ngồi trong xe chính là sư gia của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một người trong bộ dạng quân quan bước tới, vóc dáng cũng không kém gì Vương Bộ Đầu, thân hình khôi ngô, mặt đầy râu, khoảng chừng 30-40 tuổi, trên trán có một vết thương rất rõ. Sĩ tốt thấy người đó tới, lập tức cười toe toét: Tiểu Kỳ đại nhân, những người này nói là người trong nha môn huyện Nhân Hòa, nhưng không đưa ra yêu bài, làm sao đây? Nghe theo lời thì vị quan quân này có chức vụ là Tiểu Kỳ, tương đương tiểu đội trưởng trong quân đội hiện nay. Tiểu Kỳ nghe thế, ra mặt bảo: Lời thừa gì thế, không có yêu bài thì ai biết hắn là quỷ quái phương nào, mẹ nó, nhất luật thu phí, đưa yêu bài ra thì thối tiền lại. Nói xong, đưa mắt nhìn vào trong khoang xe: Trong xe là người nào, lão tử coi thử. Nói xong, bước đến trước xe ngựa, đưa tay định vén rèm, Vương Bộ Đầu vội chụp tay y lại. Vương Bộ Đầu trời sinh thần lực, đòn chéo này rất mạnh, tên Tiểu Kỳ đó chỉ cảm thấy thân người như điện giật, biết là gặp phải cao nhân, sắc mặt biến hẳn, nhưng không dám phát tác. Những quân sĩ khác thấy chỗ này xảy ra vấn đề, án tay lên cán đao vây lại. Tiểu Kỳ thấy nửa người tê dại, vội quát lui quân sĩ, cười ruồi với Vương Bộ Đầu: Vị huynh đài này, bổn quan là phụng mệnh hành sự, vào ra cổng thành đều phải kiểm tra, mong thông cảm cho. Mạnh Thiên Sở ở trong khoang xe nói vọng ra: Không sao, Vương Bộ Đầu, cứ để hắn xem đi, bọn họ cũng phụng mệnh hành sự, chúng ta đừng làm khó họ. Vương Dịch cũng không dám làm quá, từ từ bỏ cổ tay tên Tiểu Kỳ ấy ra. Tiểu Kỳ xoa xoa cổ tay, bước tới trước cẩn thận, vé một góc rèm sang ngựa nhìn vào trong, thấy có một nam tử trẻ tuổi ngồi cùng hai thiếu nữ. Nam dĩ nhiên là Mạnh Thiên Sở, có thân hình vạm vỡ, dựa vào người hắn là Hạ Phượng Nghi, bên cạnh là nha hoàn Phi Yến. Tiểu Kỳ vừa nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt luân của Hạ Phượng Nghi, mặc bộ đồ hồng cánh sen, trên còn có khăn choàng màu đỏ, môi đỏ răng trắng, tức thời mắt sáng rực lên. Người đời có câu tô hàng xuất mỹ nữ, trong khi đó bản thân y thân ở Hàng Châu mà chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc thế này. Mắt tên Tiểu Kỳ này lạc lên người Hạ Phượng Nghi là không còn rời đi được nữa, nhịn không được nuốt nước bọt đánh cái ực. Hạ Phượng Nghi chán ghét ngoảnh mặt sang một bên, Phi Yến thì trừng mắt nhìn hắn. Vương Bộ Đầu đưa tay ngăn thị tuyến của tên Tiểu Kỳ, kéo rèm lại, mỉm cười nói: Trong xe là hình danh sư gia của nha môn cùng phu nhân và tiểu nha hoàn, không có ai khác. À được, vậy thỉnh các vị trả ngân lượng rồi vào thành đi, chờ các vị lấy yêu bài ra thì sẽ trả bạc lại cho các vị. Tên Tiểu Kỳ cười mà thịt trên mặt hắn không động đậy, nhìn Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu cũng lời nói lời thừa với y, móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc nhỏ, đại khái khoảng một lượng quẳng cho y. Tiểu Kỳ đưa hai tay hứng bạc, mặt cười tươi, nhịn không được nhìn về phía rèm, nhất mực thèm thuồng dung mạo tuyệt sắc của Hạ Phượng Nghi. Nhưng hiện giờ nghe nói đó là nội quyến của nha môn sư gia, hiện giờ đã lấy được bạc, y thấy vừa tới thì dừng không dám làm quá nên cười nói: Quả nhiên là nhà hào sảng. Được, các huynh đệ cho đi. Xe ngựa tiến vào thành, Mạnh Thiên Sở nói: Chúng ta trực tiếp đến Tây Tử Tiểu Lâu ăn tối đi, ăn xong về nhà, thế nào? Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ liền đáp: Thiện thiếp nghe nói ở bên Tây Hồ còn có tiểu lâu tên là Chi Vị Quan, là món Hàng Châu ăn rất ngon, hay là chúng ta đến đó thuận tiện xem tình hình tiểu lâu của người ta để cải tiến tiểu lâu của chúng ta. Được, đến thỉnh, về xem cũng được. Xe ngựa đến Chi Vị Quan ở bên Tây Hồ, Mạnh Thiên Sở xuống xe trước, thấy đó là khách sạn, ở cửa có treo một mộc bài, trên dùng lối chữ khải cực nhỏ khắc một bài thơ: Chi Vị Quan, lý hữu tư vự, lâu ngoại lâu, tiền bất kiến lâu, hoa cảng quan ngư, tư y nhân, khúc viện phong hà, thị giai âm. Tạm dịch: vào chi vị quán, lếm vị riêng, đến lâu ngoại lâu, chẳng thế lầu, dựa hoa xem cá, mơ người ấy, một phớt gió sông, đón tin vui. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại bảo Hạ Phượng Nghi: Nương tử, xem bài thơ này này, thật là ý tứ. Mạnh Thiên Sở trước đây đã nghe nói qua mấy cái quán lâu ngoại lâu, chi vị quán gì gì đó, xem ra tiểu lâu này có lịch sử lâu đời, ắt là lão điếm trăm năm rồi. Hạ Phượng Nghi bước tới đọc kỹ một lượt cũng mỉm cười: Rất có ý tứ. Lúc này hai điếm tiểu nhị của khách sạn đã chạy đến đón, một tên lo đưa xe ngựa chạy vào hậu viện của tiểu lâu, tên còn lại dẫn Mạnh Thiên Sở cùng bốn người còn lại vào đại đường. Tiểu lâu này làm ăn rất tốt, điếm tiểu nhị mời gọi khách lên nhã tọa trên lầu, trước hết đặt lên bàn một bình trà Minh Tiền thượng hảo.
rồi dọn ra khăn mặt nóng và hai phần điểm tâm, sau đó mới chào mời các món ăn. Phi Yến hỏi Điếm Tiểu Nhị: "Các người có món Hàng Châu gì ngon không? Ví dụ như Tây Hồ Thố Ngư, gì gì đó, mau mau dọn lên để chúng ta nếm thử." "Cô nương có khẩu âm không phải Hàng Châu, sao biết Hàng Châu chúng tôi có Tây Hồ Thố Ngư?" Tiểu Nhị hiếu kỳ nhìn nha hoàn có đôi mắt to trước mặt mình. Phi Yến hừ một tiếng nhưng vẫn đắc ý bảo: "Có gì đâu mà kỳ, cũng không phải bí phương công đình gì, ai mà không biết, Tây Hồ Thố Ngư phải dùng cá côn của Tây Hồ làm mới ngon." Cô nương nói hoàn toàn chính xác. Tiểu Nhị đó nghe xong càng gật đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở đã đói đến bụng sôi rồn rột rồi, ra vẻ rất khoa trương lau lau miệng: "Xem này, nói mãi ta chảy nước miếng tới bụng rồi đây. Tiểu Nhị, người quyết định đi là được, mau lên, chỉ cần món có danh của Hàng Châu, đặc biệt là của Tây Hồ là được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói." "Được ạ, được ạ, vậy tôi thay mặt các vị và phu nhân làm chủ vậy, chọn cho quý vị những món ăn nổi danh Tây Hồ mà quán chúng tôi làm ngon nhất, các vị trước hết hãy dùng tráng miệng đi đã." Tiểu Nhị nói xong xoay người ra cửa. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vừa ăn chơi vừa nói chuyện. Một lúc sau, Tiểu Nhị trở lại, trên tay có một cái mâm lớn, trên bày mấy món ăn và chén đũa, tay chân nhanh nhẹn bày lên bàn như cái máy, xong rót rượu, rót nước cho mọi người, bới cơm xong cười cầu tài nói: "Các vị quan gia, đây đều là những món ăn đặc sắc của chi vị quán chúng tôi, các vị dùng thử." Mạnh Thiên Sở nhìn các món ăn trên bàn, thấy quả thực rất phong phú, mùi hương xộc vào mũi, màu sắc cũng rất hài hòa, có gà, có cá, có tôm, liền thò đũa ra mời mọi người ăn lia lịa. "Quan gia, ngài thấy mùi vị thế nào?" Tiểu Nhị nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở, dè dặt hỏi: "Ngon, quả nhiên ngon, quả nhiên là ngon, phong phạm của lão đếm trăm năm mà." Mạnh Thiên Sở vừa nhai vừa khen: "Khẩu vị tuyệt hảo như vậy, nhất định sẽ lưu truyền trăm năm. Nếu mà ăn không thấy ngon thì chẳng phải chúng ta là những kẻ háo ăn, không có khẩu phúc hay sao?" Tiểu Nhị nghe thế cười tươi như hoa, cảm ơn luôn miệng. Hạ Phượng Nghi nói: "Hay là để Tiểu Nhị nói cho chúng ta nghe lai lịch của món Tây Hồ Thố Ngư này đi." Mỗi món ăn không những phải biết chúng được làm như thế nào, mà còn phải biết điển tích hay nguồn gốc xuất phát của nó từ đâu, như vậy mới khiến người ta hoan nghênh. Nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. "Được được, vậy phiền Tiểu Nhị giảng giải cho chúng ta nghe thử." Mạnh Thiên Sở ăn Tây Hồ Thố Ngư ngon ngọt thích miệng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Nhị ở đó hắng giọng định giảng, chợt nghe ở ngoài có tiếng ồn nào. Vương Bộ Đầu đứng lên mở cửa phòng nhìn, đột nhiên sầm mặt đóng ngay cửa lại. Tiếng ồn ngoài cửa ngày một gần, trong đó có thanh âm nghe rất quen, có tiếng một Điếm Tiểu Nhị nói: "Hổ lão gia, nhã tọa mà ông đòi đã có người ngồi rồi, hay là tiểu nhân an bài cho ông chỗ khác, ông thấy thế nào?" "Cút con mẹ người đi, người có biết bổn quan nhất mực ngồi ở chỗ nhã tọa đó không? Ai không biết nhã tọa đó chính là phòng tốt nhất trong chi viện quán này của các ngươi, vừa có thể ngắm Tây Hồ, vừa có thể ngắm bọn nha đầu ở Xuân Lâu bên cạnh. Bảo những người đó dọn qua chỗ khác cho bọn ta, nhanh lên." Tiếp đó là tiếng kêu thảm, ắt là Điếm Tiểu Nhị đón khách đã bị đá một cước rồi. Mạnh Thiên Sở đã nghe ra kẻ vừa nói là tên Tiểu Kỳ gặp ở cổng thành lúc nãy, nhíu mày bảo: "Sao lại có kẻ hoành hành bá đạo như vậy?" Tiểu Nhị đại khái biết người đến là ai sớm hơn cả bọn Mạnh Thiên Sở, nét mặt tỏ ra rất kinh hoàng. Nghe Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy, hạ giọng đáp: "Đại gia, ngài không biết đó thôi, Hồ quân gia này là..." Chính vào lúc này cửa bị đá bật ra, Hồ Tiểu Kỳ mang theo mấy sĩ tốt vừa thấy ở ngoài cổng thành vào. Thế nhưng Mạnh Thiên Sở lại ra vẻ như không hề nhìn thấy gã, vẫn thưởng thức mỹ vị giai hảo y như cũ. Hồ Tiểu Kỳ không ngờ kẻ ngồi ở trong nhã tọa chính là người trẻ tuổi tự xưng là hình danh sư gia, vội nhìn qua một bên, quả nhiên thấy tiểu nương tử xinh đẹp như thiên tiên ngồi sát ở bên cạnh sư gia đó, phía sau có nha đầu xinh đang đứng. "Ồ, thật là nghĩ tới gì là cái đó liền đến, hôm nay là một ngày may mắn sao ấy, các huynh đệ, chúng ta lấy bạc của vị đại gia này cấp đi ăn cơm, anh ngờ lại gặp phải họ, thật là hữu duyên à, các người thấy sao?" Binh sĩ ở bên cạnh tự nhiên là luôn miệng phụ họa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới quay đầu nhìn y một cái hỏi: "Sao hả, quân gia muốn ngồi lên nhã tọa này sao?" "Không không không, các người đến trước, đương nhiên là để các người ngồi rồi." Hồ Tiểu Kỳ dùng đôi mắt tặc nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Phượng Nghi, dùng gương mặt cười hề hề nói: "Vừa rồi mới gặp các vị mà đã như quen lâu, bữa này hãy để cho hồ mỗ ta thỉnh khách đi, chúng ta cùng uống một chung thế nào?" Mạnh Thiên Sở lạnh lùng cười: "Xin lỗi, biểu nhân mang theo nội quyến, không tiện ngồi chung với người ngoài." Hồ Tiểu Kỳ thật mặt dày cười nói:
Không ngại đâu, trước lạ sau quen mà, cùng uống chút rượu chẳng phải là bằng hữu hay sao? Ha ha. Đôi mắt của y cứ nhìn loạn trên người của Hạ Phượng Nghi, ghé mông ngồi xuống ghế. Trong lúc mông của y chuẩn bị tiếp xúc mặt ghế, bộ đầu Vương Dịch khẽ nhích mũi chân, đá văng cái ghế ra. Hồ Tiểu Kỳ ngồi vào chỗ trống, té oạch xuống đất, khiến mọi người đều bật cười. Hồ Tiểu Kỳ tức giận bò dậy định rút đao, không ngờ lúc này chợt có một luồng hương hoa thổi tới. Hồ Tiểu Kỳ không tự chủ dùng mình chuyển thân nhìn, liền thấy một nữ tử uyển chuyển đi lên. Nữ tử này khoảng 18 tuổi xuân, thân mặc một áo trắng ngắn, quần hòa màu bạch nguyệt, ở cổ, tay áo và viền quần đều có thêu hoa đơn giản, eo thắt bằng một sợi dây lưng lụa màu lam để thõng xuống đất, đầu của nàng để thõng búi tóc tết lỏng, dùng một cây châm ngà voi đính giữ. Áo quần và trang sức đơn giản, trang nhã, y như căn phòng này vậy. Tuy nàng cũng có thoa một lớp phấn nhẹ, nhưng lại làm tôn thêm vẻ thanh tú tinh trí cuối mắt đầu mày, đặc biệt là đôi mắt to trong veo đầy sóng nước làm rung động lòng người. Nữ tử đó bước lên, mùi hương hoa càng lúc càng nồng, không biết là hương của hoa gì, chỉ có điều rất dễ ngửi. Hồ Tiểu Kỳ vừa thấy nữ tử đó đi lên, lập tức đổi thành cái mặt tươi cười, bước tới mấy bước cung tay xá. Xin chào tả cô nương. Các quân sĩ khác cũng cúi chào như vậy. Nữ tử ấy lại không để ý gì tới họ, đi thẳng tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, nhún mình chào chữ vạn phúc. Mạnh Thiên Sở đối với các cô gái trước giờ đều rất khách khí, thấy vậy vội đứng lên trả lễ. Tiểu nữ họ Tả, tên Gia Âm, là chủ quán này, xin hỏi cao danh quý tính của các vị. Mạnh Thiên Sở nghe nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp họ Tả này lại là chủ quán của tiểu lâu, không khỏi có chút kinh ngạc. Qua lời nói có vẻ như nàng ta là người có đọc sách, tuy không biết có phải là khuê tú đại gia hay không, nhưng chí ít cũng là viên ngọc bích của tiểu gia nào đó, bèn đứng dậy chắp tay. Bỉ nhân Mạnh Thiên Sở, hai vị này chính là tiện nội và thiếp thân nha hoàn, còn vị này là hảo bằng hữu Vương Dịch, Vương Bộ Đầu. Sau khi Mạnh Thiên Sở giới thiệu xong, mọi người tương hỗ làm lễ ra mắt. Mạnh Thiên Sở mời Tả Giai Âm ngồi xong, nàng nghiêng người nói: Mạnh gia và các vị đến chi vị quán của tôi mà không chiêu đãi tốt, thật là thất lễ rồi, hy vọng các vị đừng trách cho. Mạnh Thiên Sở xua tay cười nói: Tả cô nương không cần phải nói vậy, hơn nữa đây đâu phải là cái sai của cô nương, có phải không nào? Tả Giai Âm mỉm cười gật đầu, chuyển thân nhìn Hồ Tiểu Kỳ, nụ cười vẫn treo trên mặt nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó không thân thiết như một nụ cười cần có, thậm chí còn khiến người ta lạnh lòng. Ngài tiếp tục ở đó chờ hay là muốn ta thỉnh? Thanh âm tuy vẫn ôn nhu nhưng nghe lành lạnh. Theo lời cô nói, tôi đi đây, đi ngay lập tức. Nói xong, Hồ Tiểu Kỳ xoa mông đít, lưu luyến nhìn Hạ Phượng Nghi một cái, rồi mới dẫn quân sĩ định bỏ đi. Chậm đã. Tả Gia Âm vẫn dùng lời nói rất nhẹ nhàng, y như cũ, nhưng ngữ khí mang vẻ ra lệnh, không cho phép cãi lại. Tả cô nương, còn có gì phân phó sao? Hồ Tiểu Kỳ dừng chân, chuyển thân e dè nhìn cô nương đó. Ngươi đi thế sao? Tôi... Ngươi quấy rối khách nhân của ta, nên biết làm như thế nào rồi, chẳng lẽ còn phải chờ ta dạy ngươi? Hồ Tiểu Kỳ vội vã bước tới chắp tay vái Mạnh Thiên Sở và mọi người. Đều là tiểu nhân không phải, làm mất hứng của các vị, sau này hồ mỗ nhất định không dám nữa, không dám. Mong để mặt Tả cô nương tha cho tiểu nhân. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh không nói gì, lòng nghĩ tên Hồ Tiểu Kỳ này khí thế phô trương ngông cuồng như vậy, nhất định là có gốc khác. Không ngờ gặp phải nữ tử đẹp lạnh này lại giống như chuột nhìn thấy mèo. Không biết nữ tử này có nguồn gốc từ đâu, nhất định không đơn giản là chủ quán bình thường. Hồ Tiểu Kỳ bấy giờ mới dẫn quân sĩ xuống lầu. Tả Gia Âm chuyển thân lệnh cho tiểu nhị: Số thức ăn này đều nguội hết rồi, mau bảo nhà bếp mang xuống làm nóng lại. Không cần đâu Tả trưởng quỹ, Hạ Phượng Nghi lên tiếng. Còn nóng mà, cứ như vậy ăn thôi. Điếm tiểu nhị không ngờ vẫn theo lời dặn của cô nương đem thức ăn xuống làm nóng. Cô nương đó lại chọn vài món ăn coi như buổi lễ. Mạnh Thiên Sở hỏi: Chuyện này không thể trách quán của các cô, là người khác kiếm chuyện, sao có thể để cô đền được đây? Tả Giai Âm cười điềm đạm: Hà thất phải phân rõ ràng như vậy, dùng thấy thích là được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, kẻo lỡ bữa ăn của các vị. Nói xong nàng ta đứng dậy chào mọi người chuẩn bị đi ra. Xin chậm đã. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đứng dậy mời nàng ngồi tiếp. Nếu như Tả trưởng quỹ tặng rượu thịt, sao không cùng uống vài bôi? Tả Giai Âm cười nhẹ thoải mái đáp ứng: Được, vừa giờ ta nghe các vị nghị luận về điển cố của món ăn Tây Hồ, tiểu nhị biết không nhiều, hay là để ta giảng giải cho mọi người một chút. Mạnh Thiên Sở xua tay:
là lịch món ăn có thể để sau. Tại hạ đối với phương danh của cô nương rất hiếu kỳ. Vừa rồi khi vào quán, thấy ở cửa có một cái biển, trên có một câu khúc viện phong hà thị giai âm. Xem ra là nguồn gốc ra đời có phương danh của cô, hoặc là phương danh của cô nương là nguyên do ra đời câu thơ này. Vâng, công tử thông tuệ hơn người, xin bội phục. Vậy mà đoán không ra thì uống cho ta tự xưng phán như... Cô nương, thỉnh nói qua về lai lịch các món ăn đi. Tả Gia Âm nhoẻn miệng cười phảng phất như không nghe lời nói lỡ vừa rồi của Mạnh Thiên Sở. Đôi mắt long lánh ánh nước lấp lóe một cái, nhìn sâu vào mắt hắn nói tiếp: Món ăn Tây Hồ Thố Ngư này còn được xưng là thúc tẩu truyền chân, tương truyền là cổ đại có chữ thị huynh đệ bụng đầy văn chương ẩn cư ở Tây Tử Hồ đánh cá mưu sinh. Khi Ác Ôn Triệu đại quan nhân thấy tư sắc của chữ tẩu, liền động lòng chiếm đoạt, dùng kế đánh chết chồng. Chữ đệ vì báo cừu cho anh liền dâng cáo trạng lên quan phủ, kết quả bị đánh một trận. Chữ tẩu khuyên em chồng chạy ra ngoài trước, trước khi đi còn đặc ý dùng đường giấm chế biến một con cá côn ở Tây Hồ làm tiệc tiễn, để cho em chồng khỏi khổ điềm vô vong, bách tích tân toan chi sử, có nghĩa là đắng cay hay sung sướng gì cũng không quên chỗ đau xót của bá tánh. Sau đó cậu em chồng công thành danh toại, trong một lần thiết yến không ngờ ăn được loại cá đặc chế theo vị chua ngọt này, cuối cùng tìm được người chị dâu đã mai danh ẩn tích, và thế là y lại từ quan chức trở lại làm nghề đánh cá mưu sinh. Mạnh Thiên Sở vỗ tay: Hay cho câu thúc tẩu truyền chân, em chồng chị dâu truyền cho nhau đều chân quý. Hay, nào nào nào, hay để chúng ta uống một đi trước, giúp Tả cô nương tươi nhận cổ họng. Mạnh Thiên Sở đề nghị mọi người đều nâng chung rượu trong tay lên uống cạn. Phi Yến quan tâm nhất không phải là chuyện kể, mà là cách làm các món ăn này, giả vờ tùy ý hỏi: Tả trưởng quý, món ăn này làm bằng cách nào, có thể nói thử được không? Thiếu gia của chúng tôi thích như vậy, tôi muốn học cách làm cho thiếu gia dùng. Được à? Tả Giai Âm nhìn Phi Yến với ý vị sâu sắc từ từ nói: Chế tạo món Tây Hồ Thố Ngư này tất phải dùng cá côn Tây Hồ làm nguyên liệu. Trước khi chế biến thì để đói 2 ngày để cho tạp vật trong ruột bài tiết sạch, trừ đi luôn mùi đất. Như vậy khi chế biến thì thịt cá mới thơm, mới ngon, lại có vị thịt cua. Mọi người ăn một lúc, Tả Gia Âm lại kể về lai lịch của Đông Pha Nhục cùng các món ăn nổi tiếng khác của Hàng Châu. Phi Yến thì hỏi mãi cách làm, Tả Giai Âm cũng không giấu giếm gì, nhất nhất nói ra: Trong thời cổ, việc chế biến món ăn là kỹ thuật để nuôi sống gia đình, không dễ gì truyền cho người ngoài, cũng không tìm được sách vở nấu ăn gì. Trong khi đó, nàng Tả Giai Âm này nói tuốt tuần tuột, chẳng giấu giếm điều gì. Thật khiến Phi Yến vui mừng quá đỗi. Cô nàng thiên tư tông tuệ, giỏi về nấu ăn, cho nên chỉ cần nghe qua một lượt là nhớ hết. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống lầu, lên xe ngựa ra về. Tả Giai Âm nhất mực tiến đến cửa. Trên đường trở về nha môn, Phi Yến chìm ngập trong niềm vui mới học được cách làm các món ăn Hàng Châu, tự lẩm bẩm nói: Vị Tả trưởng quý này quả là không tệ, vừa nhiệt tình vừa thông tình đạt lý, lại xinh đẹp vô cùng. Hạ Phượng Nghi hạ giọng nói: Các người không thấy vị Tả trưởng quý này nhiệt tình quá đỗi hay sao? Nếu là mỗi khách nhân đến nàng ta đều chiêu đãi như thế thì chuyện làm ăn này không biết phải bù lỗ đến chừng nào đây. Phi Yến cười hi hi: Theo em thấy thì nàng ta nhất định là nhìn trúng thiếu gia của chúng ta rồi. Xong lắc lắc tay của Mạnh Thiên Sở: Ai, thiếu gia, người nói có phải không? Đoán mò cái gì đấy, cái gì mà nhìn trúng ta? Người ta làm cái này gọi là kinh doanh chi đạo đấy. Hi hi, sao em thấy nhãn thần của nàng ấy có gì không đúng à? Hạ Phượng Nghi chen lời: Có phải em uống giấm chua rồi không? Nhìn ai cũng thấy ánh mắt không ổn là sao? Làm gì có đâu. Phi Yến hạ giọng thẹn thùng đáp: Nô thì chỉ muốn thiếu gia có thể định chuyện hôn nhân sớm thôi, nạp một tiểu thiếp gì đó. Đang nói chuyện, xe ngựa đã về tới cửa nha môn. Bọn sai dịch các cổng nhìn thấy xe ngựa của mọi người, vui mừng reo lên: Trở về rồi, sư gia trở về rồi. Một tên vội chạy đi thông báo, còn lại một tên bước tới đón. Không chờ Mạnh Thiên Sở xuống tre, y liền gấp rút nó lớn: Sư gia, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Chi phủ Kha đại nhân ở nội nha môn cùng chi huyện lão gia chờ cả nửa ngày rồi, chi huyện lão gia cứ ngồi hầu mãi, ngày mau tiến vào đi. Chi phủ Kha Càn. Mạnh Thiên Sở lập tức minh bạch, Kha Càn đường đường là chi phủ mà hạ mình đến tìm hắn, rõ ràng là có chuyện cầu, và chuyện nhờ cậy này dựa vào cảnh xảy ra ở cổng thành vừa rồi, hắn đã đoán được 8-9 phần, rõ ràng là ông ta vì cái chết ly kỳ của con trai mà đến. Mạnh Thiên Sở đã có chỗ dựa trong lòng, nên y như cũ không nhanh không chậm đỡ nương tử Hạ Phượng Nghi xuống xe ngựa. Hạ Phượng Nghi nói:
Tướng công, chi phủ đại nhân đến rồi, chàng còn không mau đi đi, tự chúng thiếp trở về phòng là được. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra nói khẽ, lúc này không làm bộ làm tịch một chút, người ta sẽ không coi trọng nàng, để lão chờ đó, đưa mọi người về rồi ta sẽ tới. Phi Yến ở bên nghe được, liền lè lưỡi, chi phủ lão gia tương đương thị trưởng Hàng Châu bây giờ, là quan cao, chánh tứ phẩm, thiếu gia lại không coi vào mắt, lại chậm chạp câu giờ, quả thật là to gan. Mạnh Thiên Sở nhất mực đưa hai nàng vào trong tiểu viện của mình ở nội nha. Hắn vốn còn uống một chén trà, nhưng các nha dịch đã chạy vào thúc hối, hắn mới dè dà thùng thình đến chỗ của Thái Chi huyện. Các cửa lớn tiếng xứng tên, Mạnh sư gia đến. Mạnh Thiên Sở thẳng người đi vào cửa phòng khách, Thái Chi huyện đã bước ra đón. Tiên sinh, ông trở về rồi. Mạnh Thiên Sở chắp tay, ông chủ, văn sinh mê luyện cảnh đẹp núi đồi, nhất thời quên cả giờ giấc, không biết có công vụ khẩn cấp gì cần văn sinh xử lý đây. Hắn đưa mắt nhìn một lão giả ốm mo đang ngồi trên ghế thượng tọa trong phòng khách, ba chòm râu dài trông có vẻ tiên phong hạc cốt, chỉ có điều ở mi và mắt đầy vẻ ưu sầu. Thái Chi huyện gật đầu, đúng à, chi phủ đại nhân có chuyện cần thương lượng với tiên sinh. Xong ông ta chuyển thân nói với lão giả gầy còm, chi phủ đại nhân, đây chính là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở do thi chức dùng lễ mời về. Xong hạ giọng nói với hắn, vị này là Hàng Châu chi phủ Kha đại nhân của chúng ta. Mạnh Thiên Sở vội bước tới cung thân làm lễ, văn sinh ra mắt Kha đại nhân. Kha Cản đứng dậy ôm quyền hoàn lễ, tiên sinh bất tất đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lời nói của ông ta thập phần khách khí. Mạnh Thiên Sở thấy ông ta thần sắc bi thương, xem ra đau đớn vì cái chết của con trai, liền vén áo ngồi ghế bên im lặng chờ ông ta nói. Kha chi phủ thở dài một hơi, ây da, tiên sinh nhất định là biết quyền tử tối qua đã ly kỳ mà chết đi. Bổn phu đau thương cùng cực nhưng không thể giải đáp được, không biết vì sao quyền tử lại chết đi. Đã thỉnh các vệ lang trung của Hàng Châu tra xem cứu cánh, nhưng mỗi người nói mỗi khác, đầu là phong tà nhập não rồi chúng độc mà chết đi, hoặc là bị chúng tà. Nếu như quyền tử có thể là bị người ta hạ độc chết, bổn phủ mới quyết định lập trạm điều tra người khả nghi, nhưng tra cả ngày mà chẳng có kết quả gì. Hôm nay Thái đại nhân đến phúng điếu, nói tiên sinh phán như thần, bổn phủ cũng được nghe đã lâu nên hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, muốn thỉnh tiên sinh trợ giúp phán con trai ta chết một cách ly kỳ này, bắt được chân hung quy án. Lúc bấy giờ Mạnh Thiên Sở thấy ông ta không nói một cách khách sáo, đi thẳng vào chủ đề liền. Tuy do đau xót vì con trai chết thảm, chỉ muốn phá án sớm, cho nên những lời khách sáo của quan trường được ông ta lượt bớt. Nhưng ông ta là quan chi phủ, có thể không nói, bản thân hắn không thể thiếu lễ tiết được. Mạnh Thiên Sở trước hết nói những lời nào là hãy bớt u buồn, thuận tự nhiên, sau đó mới nói, đà tạ chi phủ đại nhân tín nhiệm, nếu như đại nhân đã lên tiếng rồi, vãn sinh cung kính, không bằng tòng mệnh vậy. Kha chi phủ nghe Mạnh Thiên Sở đáp ứng rồi, liền vui mừng nói, được, như thế xin đa tạ vậy. Nếu có thể trinh phá án này, bắt được chân hung, bổn phủ nhất định thù tạ thật lớn. Cái đó thì không dám, chỉ có điều trước mắt lệnh lang có phải chết vì mưu sát hay không thì chưa biết được, do đó còn chưa thể nói đến vấn đề tra bắt chân hung. Kha chi phủ gật đầu, lời tiên sinh nói chí phải, bổn phủ cũng chỉ đoán mà thôi. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một lúc rồi nói, chi phủ đại nhân, có một chuyện bỉ nhân cần phải nói trước, để chi phủ đại nhân ra quyết sách. Kha chi phủ nghe hắn nói trịnh trọng như vậy, vội hỏi, thỉnh tiên sinh cứ cho biết. Bỉ nhân đoán là nếu như các lang trung đều không thể xác định nguyên nhân cái chết của lệnh lang, xem ra thân thể của lệnh lang không có ngoại thương rõ ràng gì, cũng không có phát hiện bệnh tật rõ ràng hay triệu chứng trúng độc, không biết có phải vậy không? Kha chi phủ gật đầu, đích xác là như vậy, bổn phủ cũng đã điều tra kỹ hình dáng bên ngoài của quyền tử, không phát hiện bất kỳ ngoại thương gì. Căn cứ triệu chứng trước khi chết của quyền tử và sự kiểm nghiệm thi thể của các lang trung cũng không có bệnh tật rõ ràng hay triệu chứng trúng độc, do đó cảm thấy chuyện này vô cùng rắc rối, cho nên mới cầu sự trợ giúp chỗ tiên sinh đây. Nếu như là thế, bọn họ không tìm ra thì bỉ nhân chỉ dựa vào kiểm tra bên ngoài cũng khó tìm ra. Nếu như nguyên nhân cha không rõ thì không thể xác định người chết là bị giết, bị tật bệnh hay là do tử vong bất ngờ rồi. Kha chi phủ tỏ vẻ thất vọng vô cùng, liền hỏi, nếu thế thì làm sao mới được đây? Nếu như muốn tra rõ nguyên nhân cái chết của lệnh lang, chỉ còn một biện pháp thôi. Biện pháp gì? Giải phẫu thi thể. Hả?
Kha Chi Phủ nhíu mày, dù sao thì người ta cũng không muốn để thi thể của thân nhân mình bị hủy tổn, cho dù là yêu cầu cần để trinh phá án. Thái Chi Huyện ở bên cạnh hỏi: "Tiên sinh, ngoại trừ giải phẫu thi thể, có biện pháp nào có thể tra rõ nguyên nhân tử vong hay không?" Mạnh Thiên Sở hơi khó xử lắc đầu: "Kiểm tra ngoài ra chỉ đưa ra rất nhiều manh mối, dựa vào manh mối đó, các lăng chung không có cách gì để phán đoán tử vong. Bị nhân tịnh không cao minh gì hơn họ, do đó có khả năng sẽ không đưa ra đáp án về nguyên nhân cái chết. Dĩ nhiên, nếu có thể không dùng giải phẫu để điều tra nguyên nhân, bị nhân sẽ không tự tiện giải phẫu. Nhưng từ tình huống nắm được trước mắt, giải phẫu có lẽ là biện pháp duy nhất để tra rõ điều này." Mạnh Thiên Sở nói quá rõ ràng rồi. Thái Chi Huyện vốn không rõ về hình danh, nghe hắn nói vậy không biết làm sao cho phải, nhìn về phía Kha Chi Phủ. Kha Chi Phủ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói: "Thôi được rồi, nếu như là như vậy, nếu cần phải giải phẫu thì giải phẫu thôi." Mạnh Thiên Sở thở phào, đột nhiên nhớ lại hôm nay gặp tên Hồ Tiểu Kỳ rất đáng ghét, liền nói: "Bỉ nhân hôm nay gặp một chuyện rất kỳ quái, muốn nhân cơ hội này trình bày rõ một chút với Chi Phủ đại nhân." Kha Chi Phủ lúc này còn tâm tình nào mà nghiên cứu với Mạnh Thiên Sở, phát hiện chuyện kỳ quái gì, chỉ không tiện bảo hắn đừng nói, đành hy vọng chuyện này không quá phức tạp, nói sớm xong sớm để bắt đầu phá án thôi. Ông ta gật đầu miễn cưỡng cười bảo: "Vậy ư, tiên sinh nói ra nghe thử xem." "Hôm nay tôi từ ngoài thành vào, không những gặp phải quân sĩ kiểm tra, mà đám quân sĩ này còn yêu cầu mỗi người tiến vào hay ra ngoài thành đều phải nộp 100 văn tiền làm tiền bảo chứng. Tôi nghĩ nếu như phát hiện không được chân hung, lập trạm tra xét cũng là hợp tình hợp lý. Do án chưa được phá, thậm chí có phải bị giết hay không cũng còn chưa biết, thì sao lại tra tìm được hung thủ đây? Trong tình huống này, cho dù chân hung có đứng trước mặt họ, chỉ sợ họ cũng không nhận thức được thôi." Nếu như Thái Chi Huyện, Chi Phủ có chuyện cầu hắn, hơn nữa sự tình này hiển nhiên không phải Chi Phủ nghĩ ra, xem ra là có người ở dưới bày đặt bày điều, cho nên Mạnh Thiên Sở mới đề cập. Quả nhiên Kha Chi Phủ nghe lời này mặt lộ vẻ ngạc nhiên, càng làm Mạnh Thiên Sở rõ chuyện hơn, nói tiếp: "Chuyện thu tiền bảo chứng quả là hoang đường. Cái gọi là tiền bảo chứng, nó là sau khi phá án xong sẽ trả, nhưng khi thu không có bằng chứng, không đăng ký, làm sao trả lại đây? Hiển nhiên là lão hổ mượn heo, mượn rồi sao trả lại được? 100 văn thì bảo chứng được gì? Hung thủ nộp 100 văn thì có thể ly khai hay sao? Hay mượn cơ hội này bóc lột quảng đại dân chúng chăng?" Câu sau cùng nói quá nặng, Thái Chi Huyện rung động người, lén nhìn Kha Chi Phủ, thấy mặt ông ta âm trầm, vừa nghe vừa gật đầu: "Bốn phủ chỉ hạ lệnh cho chúng lập trạm điều tra, có ai khả nghi không, chứ không yêu cầu thu tiền bảo chứng gì. Đây là người nào làm loạn thế? Bốn phủ nhất định nghiêm tra chuyện này." "Khi chúng tôi tiến vào cửa thành, có nghe nói có vị Tiểu Kỳ họ Hồ phụ trách." "Hồ Tiểu Kỳ? Dâu quay nón, chân đầu có sẹo phải không?" "Đúng vậy, Chi Phủ đại nhân biết người này." Kha Chi Phủ vỗ mạnh lên bàn: "Tên xúc sinh này là bà con xa của ta, chuyện này trước đây đã có tiền lệ, lần này bổn phủ không đánh què do hắn không xong." Mạnh Thiên Sở tức khí tên Hồ Tiểu Kỳ đối với Hạ Phượng Nghi giờ trò bậy bạ, muốn nhân cơ hội này tùy tiện cáo trạng, không ngờ tố cáo quá chuẩn. Hiện giờ Chi Phủ có chuyện cầu hắn, cộng thêm hành vi này của Hồ Tiểu Kỳ tổn hại hình tượng Chi Phủ của ông ta, về công về tư đều phải tra nghiêm, xem ra Hồ Tiểu Kỳ chuẩn bị gặp vận rủi rồi. Kha Chi Phủ lớn tiếng gọi: "Người đâu?" Ngoài cửa tiến vào một cân ban chỉnh tùy khom người thi lễ. Kha Chi Phủ sầm mặt giống: "Mau đến lôi tên Hồ Tiểu Kỳ xúc sinh đến Chi Phủ nha môn gặp ta." Cân ban vội vã đáp ứng chạy đi. Kha Chi Phủ chắp tay nói với Mạnh Thiên Sở: "Thỉnh tiên sinh yên tâm, chuyện này bổn phủ nhất định nghiêm tra, quyết không để tên này rút tỉa làm hại bá tánh." Lời này nói nghe rất nghĩa chính nghiêm tử, chỉ có điều không biết có sấm to mưa nhỏ, thậm chí không rớt hạt mưa nào hay không. Mạnh Thiên Sở cười cười: "Chi Phủ đại nhân nghiêm minh chấp pháp, khiến người ta bội phục vậy chúng ta lập tức đến phủ bắt đầu phá án thôi." "Nhọc cho tiên sinh rồi." Lúc này trời đã sụp tối, Kha Chi Phủ chuẩn bị hai kiệu chờ ở ngoài nha môn. Mạnh Thiên Sở trở về phòng sách dương khám nghiệm pháp y. Lúc nãy khi về, Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn còn ở thư phòng của Mạnh Thiên Sở bận rộn xử lý công vụ, chưa đi về. Mạnh Thiên Sở đã đoán sẽ phải đi phá án, do đó bảo nàng lưu lại chờ có thể đi theo để điền tả thi cách. Hiện giờ đã quyết định đi kiểm nghiệm thi thể phá án, hắn liền gọi nàng đi theo đến Chi Phủ nha môn. Đến nha môn của Chi Phủ, khi còn chưa tiến vào cửa thì từ xa đã nghe được tiếng khóc văng vẳng. Khi tiến vào trong, tiếng khóc càng to hơn, có nam có nữ. Đại đường của nha môn đã biến thành linh đường, ở cửa treo cờ trắng,
Ở giữa có một màng bố trắng lớn viết một chữ điện to bằng cây đấu. Hai bên treo đầy câu đối phúng điếu. Phía dưới là hương án bày đầy hoa quả tế phẩm. Trước hương án có một cái bồn bằng đồng to dùng để đốt vàng bạc tiền giấy phúng điếu của khách. Hai bên đại đường đầy người, thấy chi phủ đại nhân tiến vào liền đứng dậy đón. Kha chi phủ chỉ hơi gật đầu, dẫn Mạnh Thiên Sở vén màn bố trắng tiến vào bên trong. Bên trong có một quan tài chưa đóng nắp, bên ván gỗ cạnh quan tài có một thi thể đắp vải trắng, trên đầu có một cái đèn chén. Hai bên có mấy nữ tử mặc áo tang quỷ vừa khóc vừa đốt vàng bạc. Kha chi phủ thở dài nói: các ngươi đều ra ngoài hết đi. Những nữ tử đó vội vàng đứng dậy, sụt xịt đứng vào hội trường. Mạnh Thiên Sở khẽ vạch tấm bố trắng, lộ ra thi thể con trai Kha chủ của Kha chi phủ, tự tay cởi hết y phục trên người, tiến hành kiểm tra cẩn thận vẻ ngoài của thi thể. Quả nhiên không phát hiện ngoại thương rõ ràng gì, hơi khó xử nói: chi phủ đại nhân, không còn cách nào cả, chỉ sợ phải tiến hành giải phẫu thôi. Kha chi phủ thở dài: tiên sinh, nếu là như vậy thì chuyện nghiệm thi phải chờ nhờ tiên sinh rồi. Bồn phủ và thái đại nhân và hậu đường chờ tin của ông. Nói xong ra lệnh cho người hầu khiêng thi thể vào một căn phòng trống cách vách để Mạnh Thiên Sở giải phẫu, sau đó cùng thái chi huyện bỏ đi. Mạnh Thiên Sở mang theo Mộ Dung Huynh Tuyết vào phòng đó. Do Mộ Dung Huynh Tuyết ghi chép, hắn bắt đầu tiến hành giải phẫu. Do giải phẫu thi thể là cách chủ yếu nhất để tra rõ nguyên nhân tử vong, nếu không cho một pháp y tiến hành giải phẫu, quả thực không thể tưởng tượng làm cách gì để tra ra nguyên nhân tử vong chân chính. Nếu không giải phẫu, khi gặp phải trường hợp chết mà không có dấu hiệu ngoại thương, bệnh tật hay chúng tộc như Kha chủ. Nói cách khác, đối với pháp y, không giải phẫu khó tìm ra chân tướng tử vong. Nhiều người cho rằng Tống Từ sống vào thời Nam Tống, viết ra bộ Tẩy Oan Tập Lục vào năm 1247, được coi là cuốn sách về pháp y đầu tiên trên thế giới. Hay Bao Công không phải giải phẫu mà vẫn tra được nhiều án. Tuy nhiên, thay vì nói vậy thì nên nói rằng nếu như họ tiến hành giải phẫu, ắt sẽ phá được nhiều án hơn. Hơn nữa, bọn họ chỉ bằng kiểm tra vẻ ngoài của thi thể, suy ra nguyên nhân tử vong để rồi phá án. Trong những án đó, liệu có phải là án oan hay không thì chỉ có lịch sử mới biết được. Từ tình huống hiện tại mà xét, dường như mọi người không thích giải phẫu thi thể, hay chính xác hơn là không thích căn cứ giải phẫu thi thể để tra rõ chân tướng, mà thích từ những suy luận bình thường, trò chơi trí lực theo kiểu mưu sát từ mật thất gì đó. Những án mạng trong hiện thực, sinh hoạt hầu như không tồn tại những chuyện đặc biệt, dễ hiểu kiểu khởi nghĩa Kim Điền năm nào. Khi gặp những vụ mưu sát chân chính, không phải giải phẫu pháp y mà đi bù đầu suy nghĩ, thì có vẻ như rõ ràng có súng trong tay mà không dùng, ngược lại đi dùng đại đao cung tên. Sau khi giải phẫu phát hiện, người chết có dấu hiệu tử vong do ngạt thở, não và phổi ứ huyết phù thủng, đồng thời phát hiện dấu hiệu sưng ở khí quản và phổi, dịch chất trong dạ dày có một khí vị rất đặc biệt. Từ vị đạo này phán đoán có khả năng là loại độc dược gì đó, nhưng do rất nhiều độc dược đều phát sinh vị đạo cổ quái, hơn nữa đều tương tự nhau, nếu như không hóa nghiệm thì khó từ mùi vị này mà nhận định đó là chủng độc dược nào. Mạnh Thiên Sở tử tế kiểm tra dịch chất trong bao tử của Kha chủ, cuối cùng phát hiện một ít chất cặn màu đen. Loại cặn này rõ ràng không phải là đồ ăn, dạng thịt hay thực vật lưu lại. Từ nội tạng thi thể phát hiện dấu hiệu trúng độc mà xét, rất có khả năng đây chính là độc vật khiến Kha chủ chí tử. Hơn nữa, đây khẳng định không phải là tỳ xương, nếu không Năng Trung nhất định đã tra ra rồi. Tuy còn chưa biết là độc vật gì, nhưng phát hiện này đã khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Thế nhưng để đưa ra kết luận thận trọng hơn, Mạnh Thiên Sở quyết định tiến hành kiểm tra một chút với độc vật này. Do hắn không có thiết bị hóa nghiệm, không thể tiến hành kiểm nghiệm độc vật mà chỉ dùng sinh vật sống thực nghiệm thử mà thôi. Mạnh Thiên Sở đem những vật tàn lưu trong dạ dày tẩm rửa trong nước ấm, bảo Mộ Dung Huynh Tuyết vào hậu đường nói với Kha chi phủ yêu cầu một con vịt đổ số nước vừa rửa ra đó vào miệng nó. Con vịt chạy nhảy dãy giụa một hồi rồi chết, chứng minh chất cặn đen trong dạ dày của Kha chủ chính là vật chất có độc. Thế nhưng rốt cuộc là loại độc chất gì, Mạnh Thiên Sở không thể nào đưa ra kết luận. Nhưng tổng hợp quá trình kiểm tra thi thể, thu được những đặc trưng có thể khẳng định Kha chủ bị người ta hạ một loại độc dược tính khiến sưng phổi và suy hô hấp mà chết đi. Hai loại chứng ngạt thở gây chết người đó thuộc về ngạt thở nội, khác với sự nín thở do chèn ép cơ giới tác động từ bên ngoài vào. Mạnh Thiên Sở ghép kín lại thi thể đã giải phẫu, mặc y phục xong xuôi, thông chi cho người hầu khiêng thi thể trở về ván gỗ sau màn vải trắng trong linh đường, sau đó dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết vào hậu trường. Chuyện Mạnh Thiên Sở tiến hành giải phẫu kiểm tra thi thể chỉ có Mộ Dung Huynh Tuyết, Kha chi phủ và thái chi huyện biết. Ngay cả người hầu khiêng thi thể
cũng không hay họ cụ thể làm cái gì. Trước khi tìm đủ chứng cớ chứng minh Kha chủ chết là vì mưu sát, Mạnh Thiên Sở không muốn đem chuyện này công bố rộng rãi. Trong hậu đường, Kha Chi Phủ và Thái Chi Huyện đang ngồi nói chuyện câu được câu trăng khi thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào, vội bước tới đón. Kha Chi Phủ hỏi: "Thế nào rồi?" Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại: "Lệnh lang trước khi chết có chứng trạng gì không?" Kha Chi Phủ ngẫm nghĩ một lúc trầm giọng nói: "Con trai ta trước khi chết nhất mực ngủ mê không tỉnh, hô hấp từ từ chậm và yếu, thân thể lạnh ngắt, lúc chết không ngừng co giật, rất ghê người." Những triệu chứng này cũng khá phổ biến, căn bản không đủ phán đoán rốt cuộc là chúng độc gì. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Thỉnh Chi Phủ đại nhân nói kỹ một chút quá trình tử vong của lệnh lang." Kha Chi Phủ liền nói: "Đêm hôm kia Quyền Tử trở về nhà rất khuya, uống say rồi, hôm qua ngủ tới trưa, đến khi bồn phủ bãi đường hắn mới thức dậy, tắm rửa xong lại đi tiếp. Lúc đi còn vẫn khỏe khoắn, lúc về thì trời tối hẳn, khoảng canh hai, thần sắc không bình thường. Mẹ hắn gọi hắn ăn cơm, hắn nói đã ăn ở ngoài, bây giờ mệt mỏi quá, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mẹ hắn và ta rất lo, liền vào vòng thăm. Hắn nói đau đầu, buồn nôn định ói, sắc diện thì tái nhợt, môi tím bầm, tứ chi không có lực, ngày ngật ngủ thiếp đi. Chúng ta thấy dáng vẻ của hắn không ổn, liền đi thỉnh mấy lang trung. Lang trung bắt mạch nói nhịp mạch của hắn nhanh mà yếu, chỉ sợ nguy hiểm, liền bốc thuốc nấu nhưng không thể cho uống được. Sau đó nhất trực ngủ mê, hô hấp chậm rãi, đến sau đó thì hô hấp lúc có lúc không, toàn thân lạnh ngắt, chịu đựng đến nửa đêm thì chết luôn. Mạnh Thiên Sở tập trung nghe kỹ lời thuật của Kha Chi Phủ, quá trình từ khi con trai Kha chủ của ông ta mắc bệnh cho đến lúc chết đi. Sự miêu tả của Kha Chi Phủ không hề có triệu chứng điển hình gì, do đó cũng không có biện pháp gì phán đoán ra loại độc dược mà Kha chủ chúng phải. Nhưng không cần biết chúng độc gì, chúng độc mà chết đều có khả năng bị người ta giết, tự sát hoặc là tình cờ uống phải mà chết đi. Mạnh Thiên Sở áy náy nói: "Kinh qua giải phẫu thi thể, bị nhân có thể xác nhận lệnh lang chết là vì chúng độc, nhưng rốt cuộc bị người ta giết hay vô tình hay là tự sát thì chỉ dựa vào giải phẫu thi thể mà đề ra đáp án được, cần phải tiến hành một số điều tra tất yếu. Lệnh lang lúc còn sống có khuynh hướng tự sát hay không?" "Tự sát ư? Không thể nào, Huyền Tử sống khỏe, hôm qua ra cửa còn cao hứng vô cùng, không thể nào nghĩ đến tự sát được. Hắn vì sao mà phải tự sát đây? Tuyệt không thể nào." Kha Chi Phủ lắc đầu lia lịa: "Thế trước khi cậu ấy chết, có lẽ nào đã uống nhầm dược vật có độc hay không? Có phải là sinh bệnh, có uống qua thuốc không?" Kha Chi Phủ tử tế nghĩ một hồi, lắc đầu đáp: "Uống thuốc thì xem ra là không có. Trong đoạn thời gian này, hắn không hề sinh bệnh, cũng không đi gặp lang trung. Chỉ có điều Khuyển Tử giao du quá rộng, thường gọi bạn kéo bè đi ra ngoài ăn uống. Có phải là ăn ở ngoài nhầm dược vật có độc gì đó thì bổn phủ cũng không thể nào biết được." "Vậy cậu ấy có cừu nhân nào không? Ý tôi nói là loại cừu nhân có khả năng hạ độc giết chết lệnh lang ấy." Kha Chi Phủ đắn đo một chút: "Xem ra không có đâu, bổn phủ công vụ bận rộn, không lưu tâm lắm về sự tình này của Khuyển Tử, do đó không thể nói cho chính xác được." Xem ra Kha Chi Phủ không hiểu lắm về con trai mình. Nguyên nhân chết người đã tra rõ, nhưng có phải là bị giết hay không thì còn chưa khẳng định. Bây giờ chỉ còn cách tiến hành điều tra, bài trừ theo cách thu vén lưới, xem có phát hiện được Kha chủ trúng độc ở chỗ nào không, lúc đó có ai ở hiện trường, từ đó xem có thể phát hiện những chỗ khả nghi hay không. Căn cứ tình huống đã hiểu được, Kha chủ có khả năng là một kẻ ăn uống chắc táng, chơi bời lêu lổng, phần lớn thời gian đều ở ngoài. Nếu là như vậy thì rất phiền toái, vì làm sao có thể tra được đây. Mạnh Thiên Sở hơi ngẫm nghĩ, Kha Chi Phủ đường đường là chi phủ của Hàng Châu, trong nhà người ăn kẻ ở tuy nhiều, nhưng xem ra đã khảo sát kỹ trong nhà, thậm chí có thể nói điều tra qua khả năng hung thủ đến từ nội bộ là rất ít, hay là trước hết đem trọng điểm điều tra ở bên ngoài, xác định những người có quan hệ với Kha chủ, rồi từ đó tìm ra trọng điểm để phá án. Mạnh Thiên Sở liền nói: "Chi Phủ đại nhân, ngài biết lệnh lang ở ngoài thường đến những chỗ nào không?" Trên mặt Kha Chi Phủ khẽ hiện chút bối rối: "Bổn phủ không có cách gì dạy con, Khuyển Tử thường kết giao với bọn bạn không ra gì, ra vào chốn yên hoa, chỗ đi nhiều nhất chính là hoa thuyền ở Tây Hồ." Hoa thuyền kỳ thực là ký viện lưu động trôi nổi trên hồ, nhưng khác với ký viện ở chỗ trên hoa thuyền phần lớn là bán nghề không bán thân, cho nên là chỗ văn nhân và khách nhân rất thích. Xem ra chi phủ công tử Kha chủ bình thường thích phủ dung phong nhã, chỉ có điều hoa thuyền trên Tây Hồ nhiều như thế, trước khi chúng độc hắn đã đến đâu? Mạnh Thiên Sở tùy tiện hỏi: "Chi phủ đại nhân, lệnh lang thường đi thuyền hoa nào trên Tây Hồ, ngài có biết không?"
Trước đây thường nghe nói nó đến một chiếc hoa thuyền gọi là Ấn Nguyệt gì gì đó. Vậy cậu ấy lai vãng với ai? Kha Chi Phủ lắc đầu. Huyền Tử đã thành niên, người nó giao vãng bổn phủ không rõ lắm. Nó bình thường rất ít trước mặt chúng ta, nói về bằng hữu của nó. Vậy ư? Cậu ấy dù sao cũng phải có một hai người bạn thường lai vãng gì đó chứ. Chi Phủ đại nhân có nghe nói qua không? Thường lai vãng nhiều, nếu tính ra chỉ có anh họ Lý Như Hàn của nó. Chúng nó thường ở chung với nhau. Nếu như hỏi Lý Như Hàn, nên biết bọn chúng cùng ai giao vãng hàng ngày. Vâng, vậy Lý Như Hàn hiện nay đang ở đâu? Hôm nay có đến giúp xử lý tang sự, vừa rồi còn thấy nó ở trước đại sảnh. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nếu như Lý Như Hàn là anh họ của Kha chủ, vậy ắt là cháu trai con của chị gái gì gì đó của Kha Chi Phủ. Có cậu là Kha Chi Phủ, Lý Như Hàn này khẳng định là một kẻ ăn chơi. Loại công tử này từ nhỏ đã được nuôi nấng sung túc, cưng chiều đủ mực, thường không coi người khác vào mắt. Nếu như sử dụng biện pháp hỏi trực tiếp, ắt là không thể có được đáp án cần thiết. Trong khi đó, trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn hạ độc giết chết Kha chủ, thậm chí còn chưa thể xác định Kha chủ chết là do mưu sát hay là gì. Do đó biện pháp tốt nhất là hòa nhập vào sinh hoạt của y, từ từ điều tra coi có manh mối gì hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở đem cách nghĩ của mình nói cho Kha Chi Phủ và Thái Chi Huyện hay, nói hắn muốn kết thân với Lý Nhữ Hàn ở bên cạnh mà điều tra. Kha Chi Phủ đương nhiên tán đồng cách nghĩ của Mạnh Thiên Sở. Ông ta đương nhiên không tin cháu trai của mình lại mưu sát biểu đệ, cũng không hy vọng đem chuyện này làm to chuyện ra. Do đó, khi Mạnh Thiên Sở đề xuất điều tra theo đường vòng, rõ ràng là rất hiểu lòng của Kha Chi Phủ. Kha Chi Phủ lập tức gật đầu. Nếu thế thì tốt quá, vừa cái hôm nay hắn đến chỗ giúp chuyện tang lễ, bổn phụ gọi hắn và cho các ngươi nhận thức. Kha Chi Phủ gọi cân ban trình tùy ra linh đường, gọi Lý Như Hàn vào. Chẳng mấy chốc, Lý Như Hàn tiến vào, đưa mắt liếc nhanh Mạnh Thiên Sở xong làm lễ chào Kha Chi Phủ và Thái Chi Huyện. Tiểu Điệt xin chào cậu, xin chào Thái Đại Nhân. Mạnh Thiên Sở hơi bất ngờ vì từ ánh mắt của y không nhận ra vẻ ngang ngược, kiêu hoành gì. Lời nói cũng văn nhã vô cùng, xem ra kinh nghiệm của hắn trong việc nhìn người còn chưa được sành sỏi cho lắm. Kha Chi Phủ liền nói, Thái Đại Nhân mang Mạnh Sư Gia đến phúng điếu, trong lúc nói chuyện có đề cập đến cháu, do đó gọi cháu vào nói chuyện. Mạnh Sư Gia tinh thông hình danh, thiếu niên anh tài, các người hãy thân cận nhau nhiều một chút đi. Lý Như Hàn vội chuyển thân vái Mạnh Thiên Sở một lễ dài. Thì ra huynh đài là Mạnh Sư Gia, đã sớm nghe người trong Nhân Hòa huyện nó là có một vị hình danh sư gia phá án như thần, liên tục phá kỳ án. Hôm nay mới gặp được huynh đài, thật là hạnh hội, sau này những được mong chỉ giáo nhiều. Mạnh Thiên Sở vội trả lễ, huynh đài quá khiêm tốn rồi, tại hạ từ chỗ Chi Phủ đại nhân biết huynh đài văn chương tài hoa, đặc biệt là tiểu lượng rất tốt, vô cùng ngưỡng mộ. Tại hạ cũng là con quỷ rượu, hy vọng có ngày vinh hạnh cùng huynh đài say một trận. Mạnh Thiên Sở nói lời này thật ra cũng không sai gì sự thật mấy, và đã kéo gần cự ly của hai người. Lý Như Hàn nghe thế không nghe dè gì nữa, cung tay mỉm cười. Mạnh huynh quả nhiên hào sáng, đáng tiếc hôm nay là ngày kỵ của biểu đệ tôi, không được uống rượu, chờ tang lễ xong xuôi tiểu đệ nhất định thỉnh Mạnh huynh đến hàn xá uống vài chung. Được được, như vậy nhất ngôn vi định đi. Nói xong, Lý Như Hàn lùi ra ngoài tiền sảnh, tiếp tục bận rộn tang lễ. Kha Chi Phủ chờ y đi xong vỗ tay một cái, cân ban trừng tùy bước vào, trong tay bưng một cái mâm đồng, trên có tấm vải đỏ phủ kín, bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở quỳ xuống. Kha Chi Phủ khẽ vén khăn hồng, hạ giọng nói, tiên sinh là sư gia của Thái Chi Huyện, hiện giờ bồn phủ thỉnh tiên sinh giúp phá án quyền tử chết Lê Kỳ, nhất định sẽ cực khổ gấp bội. Tiên sinh không thể cực khổ xuống, bồn phủ chuẩn bị một điểm thù lao, thỉnh tiên sinh cười mà nhận cho, chờ phá xong án này bồn phủ còn có hậu tạ. Mạnh Thiên Sở nhìn vào mâm, thấy có bày 5 đính bạc chỉnh tề, mỗi đính 10 lượng, tổng cộng 50 lượng. Ôi trời, 50 lượng, tương đương 50 vạn nhân dân tệ à? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, số bạc này tương đương 2 năm tiền lương của hắn. Hơn nữa, phá xong án này còn có thủ tạ, chỉ sợ còn nhiều hơn số này nữa. Vừa rồi, Kha Chi Phủ nói rất rõ, bản thân là sư gia của Thái Chi Huyện, không phải là sư gia do Kha Chi Phủ ông ta thỉnh về. Giúp ông ta phá án, đương nhiên phải trả tiền thêm. Huống chi án này là án chết người của con trai độc nhất ông ta, Kha Chi Phủ đương nhiên phải tra cho ra lẽ, do đó không tiếc dùng số tiền lớn. Đây là phí thời vụ, đương nhiên phải thu. Nguyên tắc của Mạnh Thiên Sở là tiền không nên lấy thì một cách không lấy, nhưng tiền nên lấy thì tuyệt đối không khách khí. Hắn đã hiểu rõ tính trọng yếu của kim tiền để sống trong thời cổ đại là như thế nào. Đa tạ Chi Phủ đại nhân thưởng hậu.
Mạnh Thiên Sở cung tay nói, rồi ngẫm nghĩ thấy vẫn nên trước khi định tiến thì lùi một bước vẫn hay, không nên nói lời quá chắc, nên thưa: Chi phủ đại nhân, lời thật phải nói trước, bỉ nhân tuy đã phá được một số án kiện, nhưng không dám bảo đảm mỗi án đều có thể chinh phá. Sau đó Kha Chi phủ vội nói: Tiên sinh không cần lo nhiều, chỉ cần tiên sinh tận tâm, bổn phủ vẫn cảm kích như thường. Vậy thì hay quá, chi phủ đại nhân yên tâm, bỉ nhân nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phá tốt án này. Nếu lệnh nang là bị mưu sát, bỉ nhân nhất định sẽ bắt chân hung quy án. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.